tiếp tục xả nha mọi người. Còn con Komatsu 35AV này, con này thì bộ lắp xích cực VIP luôn, cực đẹp luôn, quá đã. Vỏ thì vỏ nhôm nên là nó trầy thì mình có thể mình sơn lại cho nó đẹp thôi chứ không có vấn đề gì hết nha. Nắp này thì nó hơi cắn tí, không ảnh hưởng gì. Đây anh chị là cái nắp gió, chế thì vẫn còn ha. Con này thì hơi rất là tốt. Về vệ sinh cái lò xo cho giật lại một tí, nó thu lại. Con này xả luôn, con này để cho người 1 triệu nha. 1 triệu không bao ship. Con này thôi chứ dọn về dọn các ngon nè, các gia đình ngon, các lặt vặt gia đình, củi cây nhỏ đâu. 35cc nằm ở tầm 38 ly 39 ly. Một triệu nha, không bao ship, máy chưa dọn ha. 1 triệu nha.